Chỉ có biết cách sao 13 tuổi rồi đây này có mấy rồi nhỉ? Nếu mà bệnh nhân cũ là gặp mấy lần rồi đúng không? Nhưng mà đây các bạn bệnh nhân mới hết. Đấy thì thường bệnh mới. Còn ơi, năm nay có nói được không nhỉ? Ủa? À trời ơi. Thế năm nay con học lớp mấy rồi? Con học lớp 7. Con bị thấy đau không? Không đau. Đây là bệnh nhân Quách Văn Đoàn ạ. Bé này thì là bị tụ máu não. Và hiện tại thì nhà thì có hộ nghèo nhưng bé lại không có thẻ bảo hiểm. Vì không có thẻ bảo hiểm nên hiện tại gia đình đang phải chi trả 100% viện phí. Vâng, đây là hoàn cảnh rất là khó khăn. Bố mẹ thì cũng chỉ là đi làm vườn thuê thôi, không có điều kiện. Vậy là đây là Đoàn, bé là con thứ mấy của chị? Đúng rồi, dạ mình. Đúng rồi mà bọn mình tầm là xong của nó có một cái hộp với nhau của nó mới dị á. Bây giờ mình thường là trước nó đang ở với cái tim. Bây giờ nó lại xin về nó ở với hai đứa và hai má tháng nay rồi. Thì bé cũng nô đùa với nhau á, xong bị ngã đâm đầu vào tường á. Mình rất là xong rồi mới dị á. Vậy là tức là bây giờ là mình tức là có lúc thì sống với mẹ, có lúc lại sống với bố. Và cho nên là bây giờ còn ngoài từ đoán ra chị thì chị còn có bé nào nữa không? Có một bé chị nuôi bé đó. Thế nhưng mà bây giờ khi mà Đoàn bị nặng như thế này thì chị mẹ thì cha mẹ nói chuyện với bố mẹ cho cả bố nói chuyện với con. Có một số trường hợp ví dụ như là máu tụ tan được thì không phải can thiệp, nhưng mà trường hợp bé này thì phải can thiệp. Chắc là cái khối máu tụ nó quá lớn, nó lớn dần lớn thế nhá. Nếu mà mình không mổ ra thì nó sẽ ảnh hưởng đến não, ảnh hưởng đến não. Vậy là khi không có bảo hiểm, chắc là cái nếu vậy thì cái tiền chi trả mổ ra rất là nhiều nha. Trả đóng mười mấy triệu rồi, bây giờ là phải đóng thêm 3 triệu nữa. Thế là nhưng mà nhà chị ở đâu? Ở mãi ở Thành. Thành có là dân tộc kia. Dân tộc Mường ạ. À, dân tộc Mường đúng không? Dạ. Thành đúng rồi, Thành là dân tộc Mường. Chị ở vùng nào của Thành, xã nào? Xã Thành Tân ạ. Thành Tân. Thì giới thiệu với chị nhé. Là qua Quang Linh là phòng công tác xã hội của bệnh viện Nhi. Dạ. Biết được rằng là bé Đoàn con nhà chị ạ. Dạ. Thì hôm nay gặp phải một sự cố. Thực sự cũng rất là nguy hiểm đối với mẹ một bé nhỏ. Nếu mà cái máu tụ đấy mà không được mổ nhanh, không được là điều trị tích cực thì nó sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của cháu. Thì giới thiệu với chị, đây là các cha bác sĩ, đây là bác sơ. Bình thường là có cha giám đốc nữa, nhưng mà cha giám đốc đang đi họp, cho nên hôm nay đại diện của văn phòng Caritas giáo phận Thanh Hóa là bên nhà thờ đạo á. Mấy anh chị kiến thức bác sơ tức là biết bên nhà thờ đạo. Là bên nhà thờ đạo thì các cha hôm nay thì cha đi vắng nên là các sơ đại diện văn phòng văn pháp xuống đây để thăm bé. Các sơ cũng rất là cảm thông với hoàn cảnh đặc biệt của chị cũng như là hoàn cảnh của bé, thì cũng hy vọng là bé sẽ được chữa trị, sẽ ngày càng tốt lên nhanh. Có thể mong là con có thể sớm để về để đi học đúng không? Hôm nay học lớp mấy rồi? Lớp 7. Thì chị cũng hy vọng là các cha sơ thì ngoài giúp đỡ ra thì cũng có thêm lời cầu nguyện. Để vì với các cha sơ bên đạo thì cũng là xin sẽ có thêm lời cầu nguyện để xin chúa chúc lành cho tất cả mọi người, nhất là những người ốm đau bệnh tật được ơn chữa lành, như là bố mẹ gia đình có thêm sức khỏe để chăm sóc con cái. Thì chị cố lên nhá. Thì cũng rất may là bé có thể mổ và có thể sắp hồi phục nhá. Đoàn ơi, con còn đau không? À, con đỡ rồi à? Con đỡ rồi đúng không? Thế con cố gắng ăn nhiều nhá, cho nhanh khỏi một chút nhá. Vâng.
lại hơn. Đúng rồi, để cho bố mẹ để về đi làm này, thương bố mẹ không? Đúng. Ờ, đúng rồi nhà kia. Thì hôm nay cũng đến giờ. Cha. Cha sơ có chị có thể có tiền để mà mua thuốc cho cháu nhá, là 2 triệu đồng. Đây là số tiền mà của gia đình cháu bé Cát Anh. Cháu bé Cát Anh nhưng mà được bé cũng bị bệnh hiểm nghèo, bố mẹ nghĩ đến cái bệnh của cháu nên là cũng nghĩ đến cô bé khác, nên là đã trích số tiền, một số tiền mình kiếm được để trao lại cho cái bé nó có hoàn cảnh khó khăn và mắc bệnh hiểm nghèo. Thì đây là 2 triệu đồng của gia đình bé các anh ạ. Các sơ các cha chuyển đến cho chị. Hy vọng rằng là nhiều số tiền này thì chị có thêm động lực để chăm sóc cho bé Đoàn. Chị bé Đoàn mơ khỏi. Thì với chị có lời với gia đình bé các anh. Mình thay mặt gia đình thì em cảm ơn thế bé các anh là đã giúp đỡ gia đình khó khăn đấy ạ. Vâng, thì bây giờ cũng rất là cảm ơn gia đình các anh đã đồng hành với lại thanh tra đất sơ Ủy ban Caritas Giáo phận Thanh Hóa, không chỉ một trường hợp nhưng mà rất nhiều trường hợp, và từ năm ngoái năm nay đã luôn luôn quan tâm yêu thương và gửi tình thương cũng như quà cho tới các bệnh nhân đồng nhi. Thì rất là cảm ơn các gia đình các anh, cũng cầu chúc cho gia đình các anh cũng như các anh luôn luôn được khỏe mạnh, bình an và được nhiều ơn Chúa. Cũng xin cầu nguyện cho chị nhé, xin cho chị khỏe mạnh và cho bé, nhất là bé nhân phẩm ạ. Cô Linh là cô Linh của đại diện của phòng công tác xã hội là cô Linh nói lời. Vâng, thế thì trước hết là em xin cảm ơn cái tình thương các anh đã luôn đồng hành với bệnh nhi này. Vâng, tuy là thời gian đồng hành không nhiều nhưng mà số lượng bệnh nhân đoàn Caritas Giáo phận Thanh Hóa đã hỗ trợ bệnh nhân rất là nhiều. Và em không biết nói lời gì hơn ngoài sự cảm ơn chân thành và luôn hy vọng đến là gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình của các bé các anh, cha các sơ, các anh mạnh thường quân khác đã luôn đồng hành ủng hộ với lại cả bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Và đặc biệt là các cha các sơ đã luôn luôn nắm bắt được thông tin rất là nhanh và hỗ trợ kịp thời những trường hợp bé mà chưa có bảo hiểm y tế và chi trả 100% tiền viện phí như này. Bệnh viện Nhi là gọi là ưu tiên đặc biệt của các cha các sơ. Nhắn tin qua một cái là thôi là cha giám đốc mặc dù đang là đi họp bên Roma vẫn điều khiển về là đi thăm bệnh viện Nhi, hay là rất là cảm ơn, nói vậy thôi nhưng mà cũng rất là cảm ơn phòng công tác xã hội đã rất là nhiệt tâm nhiệt tình để có thể biết được những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, để qua đó thì các cha các sơ cũng có cơ hội để đến thăm, để đến trao gửi yêu thương của các ân nhân đến cho các bệnh viện Nhi. Hy vọng là chúng ta sẽ luôn luôn đồng hành với nhau để có thể mang tình yêu thương của Chúa, mang tình yêu thương của nhiều người đến cho những người khó khăn nhé. Cảm ơn Linh rất nhiều. Chị ơi, ngoài ra thì chúng mình còn có một hồi tôm nhá, để cho mẹ ăn lúc mà chăm con đi bệnh viện cái này đúng không? Tiền chữa bệnh này, tiền ăn cơm rồi tiền nọ tiền kia đúng không? Thì ngoài ra các cha các sơ ngoài giúp đỡ này thì một tháng các cha các sơ cũng hỗ trợ mấy trăm suất ăn cho các bệnh nhân. Thì qua phòng công tác xã hội thì nếu mà khó khăn thì xin các xin phiếu ăn của các cô nhá. Còn đây thì ví dụ ăn sáng hay ăn lúc nào mà mình muốn ăn thì xuống canteen xin nước để ăn sáng chưa. Chị Oanh bên phòng công tác xã hội nói là mẹ nghèo khổ lắm, cho xin mì tôm để ăn bớt đi phần nào nữa phần nào nhá. Rồi thôi được rồi đấy, cảm ơn, cầu chúc cho chị khỏe mạnh, cho cháu nên khỏi bệnh. Cảm ơn các vị ân nhân của Caritas Thanh Hóa. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nốt đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!